Xin kính chào quý vị khán giả. Chúng tôi rất hân hạnh được gửi đến quý khán giả những thông tin nóng và được cập nhật mới nhất trên kênh Tin 24 giờ. Nội dung chi tiết sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Các vụ nổ máy nhắn tin hàng loạt xảy ra ở Liban và Syria hiện đang được xem là nằm trong đợt mua sắm mà Hezbollah thực hiện sau khi thủ lĩnh của phong trào này, ông Hassan Nasrallah, ra lệnh cho các thành viên ngừng sử dụng điện thoại di động vào tháng 2. Ông Nasrallah đã cảnh báo rằng điện thoại di động có thể bị theo dõi bởi tình báo Israel. Theo thông tin từ hãng tin Mỹ AP, một quan chức giấu tên của Hezbollah cho biết các máy nhắn tin bị nổ là một thương hiệu mới. Tuy nhiên, quan chức này từ chối cung cấp thông tin chi tiết về thời gian các máy nhắn tin này đã được sử dụng. Theo số liệu chính thức từ chính phủ Liban, ngày 17 tháng 9, hàng loạt vụ nổ máy nhắn tin đã xảy ra trên khắp Liban và Syria, khiến ít nhất 9 người tử vong và hơn 2.750 người bị thương. Hezbollah thông báo rằng khoảng 500 chiến binh của họ đã bị mất thị lực trong các vụ nổ này. Các chuyên gia đánh giá rằng các vụ nổ máy nhắn tin là một hoạt động tinh vi, được lên kế hoạch tỉ mỉ từ lâu. Theo phân tích, có khả năng chúng đã được thực hiện bằng cách xâm nhập vào chuỗi cung ứng, cài đặt thuốc nổ vào các máy nhắn tin trước khi chúng được nhập khẩu vào Liban. Theo các nguồn tin, cơ quan tình báo Israel, Mossad đã sử dụng một loại vật liệu nổ dễ cháy và đặt nó vào pin của các máy nhắn tin. Thuốc nổ được kích hoạt bằng cách tăng nhiệt độ của pin từ xa, dẫn đến các vụ nổ xảy ra đồng loạt. Theo báo cáo từ tờ Wall Street Journal của Mỹ, một số thành viên của Hezbollah đã nhận thấy rằng các máy nhắn tin của họ bắt đầu nóng lên và đã vứt bỏ chúng trước khi các vụ nổ xảy ra. Trong khi đó, tờ Al Jazeera dẫn lời một nguồn tin an ninh từ Liban cho biết trọng lượng của chất nổ được cài đặt trong mỗi thiết bị là từ 20 đến 50 gram. Ngay sau các vụ nổ, điều phối viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc tại Liban đã lên án vụ tấn công và cảnh báo rằng đây là một sự leo thang cực kỳ đáng lo ngại. Hezbollah đã cảnh báo rằng Israel sẽ phải nhận hình phạt thích đáng vì bị cáo buộc gây ra các vụ nổ máy nhắn tin. Tình hình căng thẳng gia tăng, một loạt các hãng hàng không đã bắt đầu hủy các chuyến bay đến Israel, có vẻ như dự đoán về khả năng xảy ra một cuộc trả đũa từ Hezbollah. Cụ thể, hãng hàng không Air France đã quyết định hủy các chuyến bay từ Tel Aviv đến Paris trong 48 giờ tới, phản ánh mối lo ngại về sự leo thang trong khu vực và các vấn đề an ninh tiềm tàng. Hãng hàng không Lufthansa của Đức, Swiss International Airlines và Brussels Airlines đã ngay lập tức ngừng các chuyến bay đến Israel, phản ánh tình trạng lo ngại gia tăng về an ninh trong khu vực. Trong khi đó, chính phủ Iraq và các lực lượng dân quân Iraq thân cận với Iran đã cam kết gửi viện trợ đến Liban. Thủ tướng Iraq Mohammed Shia al-Sudani đã ra lệnh điều động các đội y tế và dịch vụ khẩn cấp của Iraq để hỗ trợ điều trị người bị thương trong các vụ nổ. Lực lượng dân quân Kataeb Hezbollah, một trong những nhóm vũ trang hùng mạnh nhất của Iraq, đã phát đi một tuyên bố khẳng định rằng họ sẽ giao toàn bộ năng lực của mình vào tay những người anh em ở Liban để hỗ trợ và tăng cường sức mạnh cho Hezbollah trong bối cảnh căng thẳng hiện tại. Người phát ngôn Nhà Trắng Karine Jean-Pierre nhấn mạnh sự cần thiết của một giải pháp ngoại giao đối với cuộc xung đột hiện nay giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở Liban. Mỹ đưa ra thông điệp trên sau vụ hàng loạt máy nhắn tin đồng loạt phát nổ ở nhiều khu vực trên khắp Liban, khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và gần 3.000 người bị thương, trong đó thì có nhiều thành viên của lực lượng Hezbollah. Sau vụ việc, Hezbollah tuyên bố sẵn sàng ở mức cao nhất để bảo vệ Liban và người dân, đồng thời quy trách nhiệm cho Israel gây ra vụ việc và cảnh báo sẽ đáp trả. Phía Israel chưa lên tiếng chính thức về loạt vụ việc này, tuy nhiên Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant đã tiến hành họp đánh giá tình hình an ninh sau vụ việc. Cuộc tham vấn giữa Quỹ tiền tệ quốc tế IMF và Nga đã phải hoãn lại do thiếu sự chuẩn bị về mặt kỹ thuật. Trả lời phỏng vấn hãng tin TASS, giám đốc điều hành IMF đã chi nhánh tại Nga xác nhận rằng mặc dù Moscow đã sẵn sàng cho cuộc tham vấn này, nhưng IMF quyết định hoãn vô thời hạn do chưa có sự chuẩn bị đầy đủ về mặt kỹ thuật. Thông báo này trái với kế hoạch ban đầu. Trước đó, IMF tuyên bố sẽ nối lại các tiếp xúc trực tiếp với Nga từ ngày 16 tháng 9 sau gần 3 năm gián đoạn kể từ cuộc tham vấn gần nhất vào năm 2021. Theo kế hoạch ban đầu, cuộc tham vấn diễn ra theo hình thức trực tuyến, sau đó phái đoàn của tổ chức này sẽ đến Moscow để tiến hành các cuộc gặp trực tiếp, thảo luận các chính sách và diễn biến kinh tế của Nga. Lần gần nhất phái đoàn IMF đến Nga là vào tháng 11 năm 2019. Một số khách hàng trên chuyến bay của Delta Airlines bị chảy máu mũi, tai và các vấn đề khác sau khi phi cơ gặp sự cố về áp suất. Sự cố áp suất xảy ra trên chuyến bay số hiệu 1203 của Delta Airlines khi nó thực hiện hành trình từ Salt Lake City, bang Utah tới thành phố Portland, bang Oregon của Mỹ.
Các nhân chứng cho biết các hành khách nhanh chóng nhận ra có tình huống bất thường chỉ vài phút sau khi cất cánh, khi họ bắt đầu cảm thấy sức ép ở mũi và màng nhĩ. Chiếc Boeing 737-900 nhanh chóng quay trở lại điểm xuất phát. Không hành khách nào bị thương nặng, tuy nhiên thì nhân viên y tế xác định 10 người cần được thăm khám hoặc điều trị sau chuyến bay. Hành khách sau đó được bố trí lên một máy bay khác. Theo Delta Airlines, kỹ thuật viên của hãng đã gặp và khắc phục sự cố trên chiếc Boeing 737-900 và phi cơ tiếp tục hoạt động vào hôm sau. Cục Hàng không Liên bang cho biết Delta Airlines đã báo cáo về sự cố áp suất khi xảy ra máy bay vượt ở độ cao 3.000m và đang mở rộng cuộc điều tra. Nga lợi dụng chiến dịch Kursk đẩy Ukraine vào tình thế căng như dây đàn. Nếu Nga tính toán một cuộc chơi dài hạn bằng cách chỉ dành nguồn lực hạn chế cho Kursk, họ có thể tiếp tục kéo căng và nghiền nát các lực lượng của Ukraine hơn nữa. Cái giá phải trả của Ukraine trong chiến dịch Kursk. Cuộc đột kích của Ukraine vào khu vực Kursk của Nga tháng trước đã đưa Kiev trở lại tâm điểm chú ý. Các nhà phân tích cho biết chiến dịch này, cuộc xâm nhập lớn đầu tiên của nước ngoài và lãnh thổ Nga từ Thế chiến II, luôn là một canh bạc. Tuy nhiên, do lực lượng Ukraine ở Kursk đang ở thế yếu nên rủi ro của Kiev ngày càng gia tăng và khó có thể nói về các thành quả chiến lược. Lực lượng của Ukraine đã đạt được những thành quả chiến thuật để nâng cao tinh thần chiến đấu khi họ chiếm được khoảng 1.200 km2 của Nga sau cuộc tấn công bất ngờ ngày 6 tháng 8. Chiến dịch này đã giúp khôi phục phần nào niềm tin vào khả năng tấn công của Ukraine và thay đổi những nhận định về cuộc xung đột. Tuy nhiên, cho đến nay, Ukraine hầu như vẫn chưa đạt được thành công trong việc buộc Moscow phải chuyển hướng lực lượng đáng kể khỏi miền đông. Nga đã tăng cường áp lực ở Ukraine, đặc biệt xung quanh trung tâm đường sắt quan trọng Poprok. Theo các nhà phân tích, thành công chung của cuộc đột kích vào Kursk sẽ phụ thuộc vào cái giá mà Ukraine phải trả để giữ lãnh thổ, có khả năng kéo dài nhiều tháng. Cái giá đó cũng sẽ phụ thuộc vào chiến lược mà quân đội Nga sử dụng để cố gắng đẩy lùi các lực lượng của Ukraine. Nếu Nga tính toán một cuộc chơi dài hạn bằng cách chỉ dành nguồn lực hạn chế cho Kursk, họ có thể tiếp tục kéo căng và nghiền nát các lực lượng của Ukraine hơn nữa. Ngày 11 tháng 9, Nga đã phát động một cuộc phản công ở Kursk và tuyên bố nhanh chóng giành lại 63 km2 từ các lực lượng của Ukraine ở sườn trái của khu vực mà Kiev kiểm soát. Mặc dù Deep State, một trang phân tích quân sự có liên hệ với Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, các lực lượng của Ukraine vẫn đang tiến về phía Bắc. Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 13 tháng 9 thông báo quân đội Nga đã bắt đầu các hoạt động tấn công nhanh chóng nhưng không đạt được thành quả lớn. Quân đội của chúng tôi đang chiến đấu và làm mọi thứ cần thiết cho các bước đi quân sự, chính trị khác, Tổng thống Zelensky cho hay tại hội nghị chiến lược châu Âu Yalta ở Kiev. Ông Zelensky trước đây chỉ ra rằng Ukraine sẽ sử dụng các vùng lãnh thổ chiếm được ở Nga làm quân bài mặc cả trong bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào trong tương lai, đồng nghĩa với việc Kiev sẽ kiểm soát nó vô thời hạn. Ukraine đã ngừng đưa thêm quân dự bị mới, họ bắt đầu di chuyển ít hơn và thay vào đó là đào chiến hào nhiều hơn, Financial Times cho hay. Rob Lee, học giả cấp cao tại Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại, nhận định Kiev đã tạo ra một mặt trận mở rộng mà họ sẽ phải liên tục cung cấp và tăng cường lực lượng. Theo chuyên gia này, lực lượng Ukraine có thể sẽ sử dụng các hàng rào cây để đào chiến hào. Tuy nhiên, lợi thế đó biến mất vào mùa đông khi lá rụng và các vị trí của họ dễ bị phát hiện hơn. Các lựa chọn của Ukraine trong việc luân chuyển lực lượng hoặc gửi quân tiếp viện cũng bị hạn chế. Họ vẫn trong giai đoạn đầu bổ sung binh lính sau khi thực hiện luật động viên mới vào mùa xuân, gần một năm sau khi Bộ Tổng Tham mưu của Ukraine lần đầu tiên yêu cầu. Các quan chức Ukraine cho biết việc huy động đang đi đúng hướng, nhưng phải mất thêm 3 tháng nữa thì các binh lính được huấn luyện mới có thể tạo ra tác động trên chiến trường. Người đứng đầu Ủy ban Quốc phòng của Quốc hội Ukraine Oleksandr Zavinevich nói với Financial Times. Nga đẩy Ukraine vào tình thế căng như dây đàn. Bất chấp chiến dịch Kursk của Ukraine, Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn quyết định sẽ không chuyển hướng lực lượng tấn công được huấn luyện tốt nhất của mình khỏi khu vực Donetsk. Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Sysky thừa nhận vào đầu tháng này rằng mục tiêu đó đã không đạt được. Tuy nhiên, ông tuyên bố Nga đã bị tước khả năng điều động các đơn vị của mình và không thể đưa thêm lực lượng tới Pokrov. Ban đầu, Moscow dựa vào quân đội biên giới và lính nghĩa vụ để cố gắng ngăn chặn cuộc đột kích của Ukraine trước khi tăng cường các đơn vị có năng lực hơn. Ngoài một vài lữ đoàn thủy quân lục chiến,
chúng tôi không đưa theo bất kỳ lực lượng dự bị mới nào có năng lực đến đó. Chúng tôi đã tập hợp họ từ khắp mọi nơi, một nguồn tin thân cận với cơ quan quân sự Nga cho hay. Ruslan Leviev, một nhà phân tích quân sự theo dõi các hoạt động di chuyển của quân đội Nga, người đứng đầu nhóm tình báo xung đột cho biết, mặc dù Tổng thống Putin không hài lòng về tình hình ở Kursk, nhưng ông ấy đã không đưa ra quyết định theo cảm tính. Vì vậy chúng ta không thấy chiến lược nhanh chóng tập hợp lực lượng và đưa họ tới giành lại Kursk. Cho đến nay, Tổng thống Putin đã chấp nhận cái giá chính trị rõ ràng cho sự hiện diện của quân đội Ukraine trên lãnh thổ có chủ quyền của Nga, thay vì nhanh chóng tiến hành một cuộc phản công vội vàng có khả năng dẫn đến tổn thất về người cao cho Nga. Một cách tiếp cận mà trước đây Moscow sẵn sàng thực hiện, ông Leviev cho hay. Giới lãnh đạo Ukraine vẫn hy vọng cuối cùng Nga sẽ phải rút thêm quân khỏi mặt trận phía đông. Một quan chức tình báo quân sự cấp cao của Ukraine cho biết, đến nay Nga đã điều động 38.000 binh lính, bao gồm các lữ đoàn tấn công được tái triển khai từ phía nam Ukraine, nhưng cuộc phản công này vẫn chưa phải là cuộc phản công quy mô lớn. Quan chức này cho biết họ cần phải điều thêm nhiều lữ đoàn tấn công dày dặn kinh nghiệm chiến đấu để đạt được nhiều lợi ích chiến thuật hơn. Ông Zelensky nói rằng Nga sẽ cần khoảng 100.000 quân để đẩy lùi lực lượng của Ukraine. Đội ngũ của ông Leviev đã thấy những dấu hiệu cho thấy các đơn vị từ Trung đoàn Dù 51 của Nga và Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến 155, cũng như ít nhất 8 xe tăng đã tham gia vào cuộc phản công. Tuy nhiên, các nhà phân tích Ukraine và phương Tây đều nhất trí rằng lực lượng mà Nga tập hợp không đủ để chiếm lại toàn bộ khu vực. Theo chuyên gia Leviev, chiến dịch này có vẻ chỉ là một cuộc thăm dò phòng tuyến của Ukraine. Một quan chức quốc phòng Ukraine cho biết, Kiev không có kế hoạch chiếm thêm lãnh thổ ở Kursk, mà thay vào đó cố thủ và bảo vệ hai sườn. Theo ông, chiến dịch Kursk được lên kế hoạch để đảm bảo rằng quân đội Ukraine có thể nhanh chóng rút lui nếu tình hình ở đó trở nên tồi tệ. Ông Lee lưu ý rằng năm ngoái, Nga đã điều động quân đội chiếm lại ngôi làng Krinsky ở miền nam Ukraine, sau khi ngôi làng này được quân đội Ukraine tuyên bố giải phóng. Theo ông, nếu Moscow áp dụng cách tiếp cận tối thiểu hơn ở Kursk, thì nước cờ này có thể sẽ không mang lại lợi ích cho Kiev.